Em bé quàng khăn đỏ. Ngày xưa có một em bé rất ngoan. Bà em yêu em lắm. Bà cho em một chiếc khăn trùm bằng nhung đỏ. Em bé rất thích, đi đâu cũng trùm lên đầu. Mọi người gọi em là khăn đỏ. Một hôm, bà em bị ốm, mẹ làm bánh và bảo em đem đến biếu bà. Em vâng lời mẹ và cắm cúi đi. Đi được một lát, khăn đỏ gặp chó sói. Em không biết chó sói là một con vật độc ác nên chẳng sợ gì hết. Khi sói hỏi đi đâu, khăn đỏ thật thà nói: em mang bánh đến để biếu bà. Nhà bà ở dưới gốc cây sồi to, chỉ một dặm đường nữa là đến nơi. Sói định bụng ăn thịt cả hai bà cháu, nó mới dỗ dành khăn đỏ: trong rừng vui lắm, đẹp lắm, có tiếng chim hót réo von, có hoa muôn màu rực rỡ. Sao khăn đỏ vội thế? Hãy ngắm cảnh một chút đi. Nghe lời sói, khăn đỏ đi vào rừng và mải mê hái hoa. Trong lúc đó, sói đến thẳng nhà bà. Trước khi khăn đỏ đến, nó gõ cửa. Ai đấy? Cháu đây, cháu khăn đỏ đây, ba mở cửa cho cháu. Cháu cứ việc đẩy cửa mà vào, bà mệt quá không dậy được đâu. Thế là sói sộc luôn vào, đến thẳng giường và nuốt chừng ba cụ vào bụng. Đội mũ của bà nằm vào giường và đắp chăn lại. Ở trong rừng, khăn đỏ hái được rất nhiều hoa. Sau đó mới sực nhớ đến bà, vội vã chạy ra khỏi rừng. Tới nhà bà, khăn đỏ có gọi nhưng chẳng nghe thấy tiếng bà trả lời. Khăn đỏ liền đẩy cửa vào. Đến bên giường thì thấy bà đang nằm, mũ trùm kín đầu, chăn thì đắp kín người. Khăn đỏ mới hỏi: bà ơi bà, sao tai bà to thế? Tai bà to để bà nghe cháu nói được rõ hơn. Bà ơi bà, sao mắt bà to thế? Mắt bà to để để trông cháu được rõ hơn. Bà ơi bà, sao tay bà to thế? Tay bà to để ôm cháu cho được chặt hơn. Bà ơi, thế sao mồm bà to thế? Mồm bà to để ăn cháu được dễ hơn. Sói nhảy phốc ra, nuốt chừng luôn khăn đỏ. Ăn no rồi, nó mới nằm xuống giường, ngáy o o. Một người thợ săn đi qua nhà, nghe thấy tiếng ngáy là lạ, liền bước vào nhà. À, thì ra chính là con chó sói mà mình đang đi tìm đây. Bác thợ săn giơ súng định bắn, nhưng lại chợt nghĩ, chắc là nó vừa ăn thịt bà cụ, còn có thể cứu được. Thế là bác không bắn nữa, mà lấy luôn dao, rạch bụng con chó sói đang ngủ say tít. Rạch được vài mũi thì thấy chiếc khăn đỏ chóe. Rạch thêm vài mũi nữa thì thấy khăn đỏ nhảy ra, kêu ầm ĩ: ôi, ôi, ôi cháu sợ quá, sợ quá. Trong bụng sói tối đen như mực ý. Bà cụ cũng vẫn còn sống, chui ra. Người đi săn lấy đá nhét vào đầy bụng sói. Sói dãy giụa lăn ra chết ngay lập tức. Ba người đều vui mừng, chỉ riêng mỗi khăn đỏ mới nghĩ: từ nay mẹ dặn gì nhất định mình phải vâng lời, không được la cà một mình trong rừng nữa.